Rồi hello bạn, hôm nay mình có dịp đến Tuyên Quang và mình gặp bạn Đức Long 2K5. Bạn lên được bao nhiêu xăng, từ mét nhiêu lên mét nhiêu em? Mét 60 nhưng mà 65. Mới lên được 5 cm. Đó, hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn Long một sit tập superset mới. Thì bạn ấy đã tập Econ và tăng được 5 cm. Đó, thì hôm nay sẽ mình cho bạn ấy thử một sit tập mới, đó là superset. Thì superset là phương thức kết hợp nhiều bài tập trong một hiệp mà không có thời gian nghỉ. Thì hôm nay mình sẽ cho bạn ấy tập 10 cái nhảy đảo chân và 5 cái rút gối, lặp đi lặp lại đến khi nào mệt không tập được nữa là một hiệp ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nè. Rồi chuẩn bị trong tư thế nhảy đảo chân nè. Rồi chuẩn bị 1 2 3 nhảy, 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi 5 cái rút gối, 1 2 3 4 5, tiếp tiếp tiếp. Không, không, nhảy đảo chân tiếp. Super 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi 5 rút gối tiếp. 1 2 3 4 5, rồi 10 cái nhảy đảo chân. 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi 5 cái rút gối. 1 2 3 4 5, rồi nhảy đảo chân 10 cái, đến khi nào không tập được nữa là một hiệp nha. 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi 5 cái gối. 1 2 3 4 5, rồi 10 cái nhảy đảo chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi 5 cái gối. 1 2 3 4 5, rồi 10 cái nhảy đảo chân. Mệt rồi đúng không? Đó. Thì đó là một sit tập của bạn ấy. Thì bạn này sinh năm 2K5 nha. Các bạn chỉ cần tập như vậy, một hiệp chỉ kết thúc đến khi nào mệt. Các bạn chỉ cần tập từ 3 đến 5 hiệp là vái đủ để cho một buổi tập ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn. Mệt đúng không?